JD, you ready? Come on, let's go. Oh, come on, bring your water with you. Oh, you don't want to bring your water? Yeah. Wee, wee, wee. 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 Behind, can you watch your foot a little bit while I go out to the boat? I'm going to go get some. Oh, JD, you're in the lake. Wow. Look at you. You like it in the water? Let's see, maybe from here. Wow. Daddy's gonna come aboard, okay? Ready? One, two. Too heavy for Daddy. Daddy's gotta get the other one. No, JD. JD, don't. Hi, baby. What's wrong? Here, let me get closer. Hey, honey. Relax. Sit back. Here.
Sit back. Relax, relax, relax. Oh, wow. Hi, JD. Con làm gì á? Hả? Trời ơi, con lấy dép tôi mang kìa, coi được không? Dép của mấy người đâu? Hả? Dép mấy người đâu? Hả? Dép mấy người đâu? Mấy người không mang, mấy người trời ơi, đây là bới cái đầu tóc y như bà già không? Mấy bà già xưa vậy đó. Chay, ai bới tóc cho con? Người trẻ nào bới tóc cho con vậy chay? Hả? Trời đất ơi, coi kìa. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Sao vậy? Té. Té. Mang dép vậy là trái rồi, bị ngược rồi. Bị ngược rồi. Ăn gì dính miệng đây? Ăn gì dính miệng đổ quét đây? Hả? Bấm tay con hả? Ừ. Nói nè, đây nè, tay mẹ đẹp đâu, hung tay mẹ đẹp vô cái cho cô chú coi coi. Tay đẹp đâu, hung đi. Hung vô giống hôm qua coi. Này nè, ngón tay mẹ đẹp không? Đẹp không? Hung đi. Hung đi. Nó hung nữa, hung nữa, hung từng ngón, phải hung từng ngón mới được. Lẹ lên hung từng ngón đi. Không. I don't use it often. JD. Good job, JD. Không có được mang dép mẹ mang đi ra té đó. Đi ra ngoài làm gì? Ở trong nhà đi ra ngoài làm gì? Trời ơi, coi cái đầu tóc kìa. Thôi. Ghét gì sợ. Dép sai mang sai rồi, mang lại. Không. Oh. Thì sao? Mẹ bồng con hả? Đi ra ngoài hả? Ra ngoài chơi hả? Chơi. Đi chơi không? Con nói gì? Đi chơi. Chơi. Đi chơi. Đi. Đi chơi. Đi chơi. Chơi. Đúng rồi. Con mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Con nói đi Ngọc. Mà. Đúng rồi. Oh yeah. It's on its way. It's so hot. Yeah, but well, once it rains, it'll be fine. Yeah. Yeah, look at people are heading in. Yeah. Rồi chạy đi vô. Maybe I should open up the cover. No, it's okay. Better clean it up. Yeah. It cleaned off that black stuff. Really? On the seat. Yeah. Yeah, just leave it. Make sure there's nothing out there. Hey, đi. Chơi ăn đây đi, sao cô chú này. Ăn đi. Trời ơi, cái tự nhiên mayonnaise của người ta, cái tự nhiên nó lấy tay chèn chọt vô ăn, coi được không? Để mẹ mix together. You like it? Okay. Rồi đó, mẹ mix rồi đó. Rồi, dớt đi, dớt. See the fries. It's too hot. Mm-hmm. Cảm ơn. Được thì quên á. Anh thấy ăn cho vàng, thiệt là vàng. Ừ. Vàng thì là vàng mà giòn thiệt là giòn. Ừ. Thích mà đâu có chiên nghệ được. Để mà anh muốn ăn như vậy là anh mua cái thích mà ta chiên sẵn rồi chiên lợi á. Trời, ngon lành. Thôi đừng có chơi trò chấm vô cái đó nữa mà. Lucky. Oh, so bad. No lucky. So did you have a good day today, baby? Yeah. I spent quite a bit of time. I cleaned up. I changed our sheets, our bed sheets. Mm-hmm. And spent some time with Shady on the boat. Just sat out there myself.
I went to storage for a little bit. Went to Costco. Got some water. You went to Costco for what? Just water. So I didn't buy the water. I'm so tired of going to Costco just only to buy water. I went just to Aldi's for stop whatever store. Why? I like the taste of this water. I don't think only Costco said that. Yeah, but when you buy waters elsewhere, they all have their own little taste. Really? Mm-hmm. Remember, we used to buy like Smart Water? 10 cases of essential water. Remember? Yeah. Oh my God, we was like obsessed. Well, water, good water is good to have. But this is just so inexpensive. Yeah. And we always bought the big bottles of Essentia. Mm-hmm. They never fit anywhere. They never fit any cup holder. Rồi làm gì đây? Trộn với đứa vô ăn vậy đó hả? Ăn gì kỳ lạ hả? Hả? The noodles real good too. Không, mẹ không ăn vậy đâu. Con ăn vậy đi, mẹ không ăn đâu. Không. À, không ăn không. Rồi, trả lại đi. Không có chơi vậy nha. So what do you think about going to for Tuesday night? Yeah. Go to the Sharks Club? No, not Sharks Club. That's not fancy enough? The Lion's Den? Somewhere on the way to the movies, and we'll have to catch a late movie. Like dinner at 7 and then a movie. Baby, why don't you want to go to the, what is that? The Ruth Chris. It's so expensive. Who cares? Honey, we got to save up for a trip. Going to, I'd rather go to, right. Baby, lately you've been really frugal. I'm telling you. Honey, gotta you've be. Been so frugal. Like your birthday, you don't even want to go to a nice place. And I don't know. You're weird. I'm not but, weird. But if I tell you, okay, buy another car, and then you will be like, oh yeah. I don't know. Why you trying to be frugal about what you eat and what you? I don't know. It's really weird. They're not that weird. I don't want you to turn into a frugal person. I won't be too frugal. No, living with me, nobody can be frugal. Because I'm too generous. Yeah. Let's go see the fries. Cái gì vậy? Ăn cái đó của mẹ. Để mẹ ăn xong mày hút được cái đụng. Super hot. No, different one. Lucky, just lick on it. Bà hai cái này nào dùng cũng mới ăn chung với lại steak của bà hai nha. Là con phèn steak của bà hai. Với trù. Những cái con ấy á. Con gì bà? Những cái con mà con ăn. Giờ ăn là ăn chứ không có dễ. Cái này chú con ăn nãy giờ kìa, rồi coi mặt mũi nó kìa, chạy đi, đó, coi nè, đó, thấy chưa, đẹp gái chưa? JD's a dirty girl. Quá đẹp gái luôn. Ăn french fries á. Nữa hả? Yeah. Sao cái cây đó con ăn hết rồi, con xin nữa. Cho cô chú miếng đi. Mời cô chú đi. Potatoes. Mời cô chú đi. Đó, đúng rồi, đó, nó để ngay mặt cô chú đó. Say rồi. Potato. Potato. Hay không? Say the JD say potato. Potato. Đúng rồi. Good job. Good job JD Toto. Tháng sau là biết nói. Tháng sau hả? Tháng sau rành ha. Toto. Con nói đi, potato.
nói đi potato nhiều câu rồi con nói french fries nó cái đó khó quá thấy chưa người ta cố gắng tại sao mà cố coi thường người ta vậy say french fries french fries ba ba con nói nè khoai ba tây đi chiên đi nó nói ba chữ nó giống như một chữ. She wanted to make sure that there was no sauce on it, so she flipped it the other way. Cứng quá hả? Too hard to eat, huh? I call it a little small crunchy one. Bữa nay ăn hết mừng ạ. Trời ơi bà hai, xịt bò ăn không hết bà hai. Con ăn không đủ á bà hai. Con ăn không đủ, này phải mà cỡ 2 miếng ăn mới đủ. What's up, baby? Dạ, sao sáng bà nói bỏ ra. Con đâu biết đâu, con nhìn con đâu biết. Tại sáng thì con mệt. Tại sáng con mệt, con nhìn con cái gì con cũng thấy bình yên, bình thường. What's up, baby? It wasn't enough for me. No, ăn đi. So what about me? Để ăn gì giảm cân được rồi bà hai. Baby, is it enough for me? Perfect. Bà hai was so happy seeing you finish your meal. Trời ơi, nó tự nhìn vô camera kìa đó. Nó đang tự camera nó đó. Vậy sao cô chú thấy con được? Đó. Trời ơi xạo chứ sợ không? Đừng nha, đừng có bỏ cái tay lên ngóng lên nha, là bị mờ cái ống lên đó. Yeah, she told me she said I eat. Trời ơi, nó hai cô chú nè, có được không? Kéo camera gần lại làm gì? Làm gì? Say hi to your friends. Không được, con phải để ngay chỗ này nè, con để ngay chỗ này cô chú mới thấy. Each of your subscriber is a friend. So say hi to all of them. Đây nè, ngay chỗ này là đó vậy cô chú mới thấy. Đây mày lấy cái camera khác cho camera oh, she's này. So dirty. Cái camera này cái màn hình nó on the side nên con không có thấy được. Where's another camera? I don't know, but be careful, she's dirty. Trời ơi nó để ngay chỗ. Để mày lấy cái máy khác nè, mày lấy cái máy khác. Con cái hiệu của thằng cầm con luôn. Đây đi, đây nè, rồi bây giờ nó là cho cô chú ăn lại đi. Đi chơi coi, mời cô chú ăn đi chơi. Perfect. Đó. Đó, để ngay ống lên đó, đó. Trời ơi, cái gì trời? Cái gì vậy? What? What was that? Oh, sounds like a firework. Ừ, nghe khác rồi đó. Cái gì vậy? Chừng nhiều khi gió quá, điện nó chạm á. Có cháy bóng điện không? Điện nó chạm á. Cháy bóng điện đó thì sao nó chạm, nó xẹt, nó cháy nhà á. Có nhiều chuyện dễ sợ không? Có bao nhiêu chuyện dễ sợ không? Trời ơi. Cháy cho cô chú ăn đi kìa. Kìa con mời cô chú ăn đi kìa. Sao mày dựng cái camera khác lên rồi không chịu mời? Camera nãy thì đam mê ngồi rồi mời. Có cơn, cái con này nó có cơn. Cái gì vậy? Hồi nãy cái gì vậy? Hả? Hồi nãy cái gì vậy? Nói cô chú nghe coi cái gì mà nó bùm vậy? Ôi, tai con dơ hả? Yêu. Trời ơi, rửa tay đó cô chú. Rửa tay đó, rửa tay là vậy đó, sạch dơ chưa? Rửa tay với mayonnaise với lại ketchup. Rồi ăn xong này là đi tắm nữa nè. Hình như tối là nó phải tắm với con hay sao á. Lâu thú quá bà phải tắm hả? Oh my god. Trời ơi thiệt luôn hả trời. Giờ này mới đi live firework. You probably would like it. Trời ơi like yeah. It's patio. He's crazy. Cái gì vậy trời? Trời nhìn đam mê đắm đuối luôn nè con chú nè. Con nói đi. Đó. Con nói đi. Cái gì vậy? Cái mặt nghi ngờ đó, sợ hãi đó. Sợ không? Sợ đúng không? Gì vậy? Con lấy đi. Mày hỏi con này, con có sợ không? Sợ không? Sao? Sợ đúng rồi, tội nghiệp em quá à. Sợ không? Sao? Sợ đúng rồi. Mẹ tên gì á? Mẹ tên gì? Con nói đi Ngọc. Nói đi, nói Ngọc. Con nói Ngọc đi. Con nói Ngọc.
Nói đi. Nói Ngọc. Trong cái thân thay nó coi rẻ lát ăn hết bỏ. Thay này ngon thiệt. Con thì con ăn thấy bình thường. Ừ, ngon. Không đâu phải lúc nào cũng có cái hiệu đó đâu. Xuyên xuyên. Ăn hết thì bà hai con ăn nó đâu. Ăn miếng nữa đây. Thay ngon bà mới ăn đấy chứ dở bà đâu. Đó ngon. Nó ngọt không biết không. Không thấy có gì đâu ngọt. Ngọt chứ. Nhắc rồi. Ai ngọt hết chừng. Đó, ổng ăn đừng phá rồi chơi. Ở nhà bà mà đông đủ mấy đứa tụi nó ha. 5kg pha. Ghê không? 5kg còn không đủ. Gọt họ cho chiên sống gì nè. Dù là cơn mơ bắn xa, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi con khao khát chờ. Này người tình cầm tay em nhé. Rồi thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú đi. Chào tạm biệt cô chú đi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky thôi à. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Nói sao? Nói sao? Bye bye. Nói đi con. Nói bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Gì nữa? Gì nữa? Chuẩn bị pháo bông đốt nữa đó. Bye bye cô chú đi, con nói bye bye cô chú đi. Giờ quá trời giờ rồi, thôi chào tạm biệt cô chú nha. Cô chú nhớ cho chay một cái thumbnail nha cô chú. Ủa lộn, một cái like nha cô chú. Thumbs up. Please. Mặc dù chay rất là quậy. Thôi được rồi, đừng quấy dục ở dưới.